Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Tiếp tục sơ di thì hôm nay em kiểm tra cái đàn ong bắt cua điện đây quý anh chị ạ. Đàn ong này nghe mạnh lắm. Em cảm giác đó, trên cái nắp thùng quý anh chị thấy ạ. Anh đang mở cái nắp thùng đó. Là rất nhiều quân nhé. Kiểm tra đây để xử lý những mủ chúa quý anh chị nhé. Một là để tách đàn, hai là quý anh chị chưa có nhu cầu, đàn nào nhu cầu chúng ta bỏ đi. Vì đàn này thì nó ba cầu em vẫn tách được nhé. Tách để những chúa, đây anh đang thổi đấy. Mở ra động này mùi hương khói đó. Một lần nữa thì em cũng xin nhắc lại là nếu như các cháu các em nhỏ không nên dùng về ong này nhé, khuyến cáo rất nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe chúng ta. Còn bà con chúng ta, bà con nông dân mà các bác nuôi ong thì nên bảo dùng các loại bảo hộ để bảo vệ mặt và tay nhé. Rồi mủ chúa thôi, nhìn nào, đây xây mủ chúa thôi. Anh như quý chị hầu như là đàn này em gọi là như cáp mà lượng quân đẻ rất đẹp quý chị nhé, chúa này chúa trẻ mà. Thì vậy em đi bắt cột điện về là chúa trẻ, em thay chúa, có thay chúa rồi, con này có đàn này có thay chúa rồi. Mới có một mủ thôi. Nhưng hiện tại có một mủ nhưng sau này nó sẽ có nhiều mủ đó. Bao nhiêu quý chị thấy đây này. Anh xem cái đàn tiếp theo đi. Bên này mủ nữa. À bên tóc đây hai mủ luôn. Hai mủ luôn nhưng không phải một mủ lên chưa? Trên bịt nắp ba mủ luôn, mủ bị nắp rồi không? Ừ, mủ to rồi đó, mủ dài bay nhiều quá sợ loạt mủ luôn đó là mất. Như là mùa này là hiện tại giờ em nói chấn chỉnh với quý anh chị, mùa này mà quý anh chị bà con chúng ta mà không kiểm tra đàn ong thì sẽ hay bị bay mất, với chi đàn mất ạ. Vừa rồi em đang kiểm tra đây, có một anh bạn là mới có một nuôi mua một ổ về nuôi mà đã bị tách đàn rồi đó. Khả năng mà em kiểm tra một chút, nếu mà anh cần thiết thì em phải đi bắt hộ cho anh nhé. Em ngồi đây quý anh chị nhé. Đây là như là anh đang thổi trên đấy nhưng mà thật sự thì em không dám. Cầu này thì giờ phát triển mạnh là con chúa này mình bắt được cột điện rồi mình thay chúa mà. Mà em bắt cột điện của tháng 3 vừa rồi quý anh chị nhé. Tháng 3 vừa rồi giờ đến tháng 10 rồi, nó khoảng được tầm 7 tháng rồi quý anh chị ạ. Mà cũng có mủ luôn à. Bị lắp rồi mấy mủ rồi, cái này mai mốt phải xử lý ngay, không cái mủ non bỏ đi anh Trường ơi. Hả? Để nhiều quá không tốt. Chiều hoặc sẵn quá. Chiều mai hoặc sẵn mai thôi. Đó, như quý anh chị đã thấy hiện tượng như vậy này, bắt đầu chiều nay hoặc sáng mai anh bắt đầu anh bố anh tách cho quý anh chị nhé. Chứ không để được ạ, để nó nguy hiểm. Đó, em để phát để tay nó giật. Bị nắp rồi thì nên tỉnh táo, nên tách đi, vì con chúa có thể như các bác nói ấy, các bác để mủ chúa đây là hay, nó hay bị tách đi, tức là đàn ong chúng ta lên nó được cái này 5 mủ không, tính ra tất cả là 5 mủ đấy quý chị nhé, ba một cầu 3 mủ, một cầu một mủ là 5 mủ đó, 5 mủ thì nó tách ra thì quý chị là cái lượng đàn ong nó không còn được mấy đó. Rồi tục kiểm tra đàn ong tiếp theo đây quý anh chị. Mủ tiếp rồi. Như anh đã nói mủ tiếp rồi quý anh chị nhé. À, đây mủ đây quý anh chị. Thường nằm cầu ngoài cùng nhé. Cái mủ chúa nó hay xây cái cầu ở cầu ngoài đấy quý anh chị. Hầu như em bọn em tính toán là hầu như đàn này mùa này cũng em cũng cáp là mùa này hầu như là có mủ chúa hết ạ. Chắc chắn có mủ chúa hết ạ. Chứ không phải nè. Ra mấy mũ? Hai mũ chú à? Bỏ chay đó. Mới bỏ bừng bớt bớt đi để nhiều dày quá. Đây mới xây đây. Tóc này mới xây đây nhìn này. Tóc mới xây đây quý anh chị. Nó xây nó tách, tính tách đây. Thế có nhu cầu rồi, giờ mình có phá nó xây tiếp quý anh chị nhé. Buộc phải để tách. Mà anh cũng xác định là tách mùa này, tách đàn này tách đi. Tách để đến tháng 3 năm sau quý anh chị nhé, năm 2020 để thu hoạch mật, lượng mật mới để, có thể là anh em nào mà có nhu cầu thì ở khu vực Đồng Hới Quảng Bình thì anh vẫn cung cấp ong giống quý chị nhé. Quý chị để mua trước, đừng mua tháng 3 mình khai thác mật rồi. Chú anh chị là mua khoảng tầm tháng nữa là quý anh chị là anh tách ra một tháng nữa là đàn ong nó khỏe mạnh là quý anh chị có thể là mua được là tốt nhất. Mua được thì chúng ta để tháng 3 có mật ngay ạ. Có lượng mật để khai thác ngay. Đây, em để gần vào đây cho quý anh chị bà con chúng ta cùng xem.
Nằm cổ ngoài. Cổ ngoài đó. Bỏ, bữa trước để ông được là quý anh chị nhớ cho em cắt ở góc đây ạ. Em bỏ phá ông được nằm ở đây nhé. Em có cắt em quay đấy, đợt mà bọn em khai thác mật em có chia sẻ đó. Vẫn cứ tách quay mật rồi vẫn cứ tách, vì giờ đến mùa của nó anh chưa, mùa tách đàn. Nó cũng có chu kỳ quý anh chị nhé, chu kỳ mùa tách đàn đấy ạ. Rồi quý vị, cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé. Quy trình em kiểm tra đàn ong, hai đàn ong đã dừng ở đây, một đàn ong bắt cột điện, một đàn ong ở cái mít tách đàn đây quý anh chị nhé. Rất mong quý anh chị xem thấy hay thì nhớ chia sẻ lên và nhớ bấm nút đăng ký kênh và like share video này ạ. Em xin chào và hẹn quý chị video sau nhé.